em nhau như xa lạ. Đừng để lòng rung động lúc vừa quen, cứ xem như nước đôi dòng lạ, gặp gỡ nhau rồi sẽ cách xa. Thì dù anh đó em đây đâu gieo cái đắng đọa đài cho nhau.
Cũng hơi bị không có được smooth, nhưng mà thôi thì cái tình tặng cho cô giáo hay là đề nghị ha.